lần đầu tiên em gặp vợ em là khách hàng của vợ em. Em đi mua mỹ phẩm để tặng cho bạn gái. À, là chết chiêu. Không, bạn ở đây là con gái. Không, bạn là con gái cho bạn gái đúng không? Dạ đúng. Dạ, anh cái này cứ ngày nào cũng đưa em đi học. Tới giờ em đi làm thì chở em đi làm, rồi đưa em về mua đồ ăn cho em, mua trà sữa. Tới ngày nào cũng vậy, cứ liên tục trong vòng một tháng. Thì hôm đó thì ngày 20 tháng 10 á, bình thường thì hay đưa em đi về cũng mua đồ ăn, hôm đó không mua đưa em về nữa. Trời thì mưa, em đi về có một mình thôi. Cái sao em cũng thấy tủi thân nữa, đã không đưa về còn không có quà. Thế xong rồi em mới vừa vô trong nhà, lòng thì ấm ức lắm. Vừa mới vô nhà thì anh này điện kêu là ra ngoài đi, anh có bất ngờ cho em. Thì em ra ngoài thì thấy anh này mưa ướt tầm tã gì đó, không mặc áo mưa gì hết. Đưa cho em cái hộp quà, mở hộp quà là cái cây son mà cái màu em thích nhất luôn. Dạ, anh còn dùng khổ nhục kế nữa, là anh nói là anh bị té xe tày tay tày chân vì đi mua quà cho em. Thế là em cảm động, em đồng ý luôn. Em đó thì ngủ, đến đầu là em định ngủ hơn đứa một giường, nhưng mà sau thì hai đứa một giường, giường kia để đồ. Anh này nửa đêm ngồi dậy mò mẫm xong rồi xin xỏ, em là không cho. Cái xong anh bực bội khó chịu nằm mà cứ dằn mặt dằn mâm gì đó. Cái tới sáng qua hôm sau đi chơi, đi với em hỏi em ơi em có phải con gái không vậy, sao đi chơi mà nằm chung hai đứa nam nữ mà không có giảm chết gì hết, không có muốn gì hết hả? Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Em tên là Hoàng Trung, em năm nay 24 tuổi. À, nghề nghiệp anh là cắt tóc. Còn em? Dạ, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào toàn thể khán giả. Em tên là Ánh Quyên, năm nay em 22 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên bán hàng ạ. Em bán hàng online hay sao? Dạ không, em bán hàng tại shop, em bán mỹ phẩm ạ. Bây giờ hai em hãy cho anh biết rằng là lần đầu tiên các bạn gặp nhau là ở đâu và cái mối tình của các bạn nó bắt đầu như thế nào? Dạ, lần đầu tiên em gặp vợ em là khách hàng của vợ em. Em đi mua mỹ phẩm để tặng cho bạn gái. À, là trớ trêu. Không, bạn ở đây là con gái. Không, bạn là con gái nhưng mà con gái đúng không? Dạ đúng. Ban đầu thì em cũng không có ấn tượng gì, chỉ là thích cái giọng nói thôi. Rồi sau về thì trên Zalo cũng có kết bạn với nhau á chị. Em cũng nhắn tin chúc cũng ngon hàng ngày. Xong nhưng rồi. Mà sao có là có Zalo? Không, lúc em Zalo em là kết bạn nhiều người lắm chị. Không biết có lọt vô bạn này không? Ai cho lòng tìm xung quanh đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Chức năng tìm xung quanh mà giới hạn độ tuổi từ 16 đến 20 đúng không? Là chỉ chọn nữ thôi. Lần đầu tiên em gặp ảnh thì như thế nào? Dạ thì lần đầu tiên gặp thì cũng như là khách hàng của em thôi, em cũng tư vấn như bình thường á. Em cũng không có ấn tượng gì nhiều. Nhưng mà về sau đó thì có thấy có người nhắn tin cho em. Một tuần sau thì em mới biết là anh này, chứ em còn không biết ổng là ai nữa mà. Rồi một tuần sau lý do gì mà biết là bạn này nhắn? Dạ là anh này quay lại chỗ em mua hàng tiếp. Rồi em mới nhận ra là cái anh này là vừa nhắn tin cho mình một tuần vừa rồi. À, cái lần thứ hai em quay lại mua hàng đó là vì em mua thêm cho một người bạn gái khác nữa. Hay là vì em muốn quay lại để mà em gặp bạn này nữa, dạ, mua thêm một bé bạn gái nữa. Dạ. Wow. Bạn gái nhiều dữ bay. Bạn là con gái chứ không phải là bạn. Phải không? Bạn là con gái là. Dạ, đúng rồi. Bạn con gái. Đến bao lâu thì em mới chính thức tỏ tình với cô gái này? Một tháng sau. Thì. Một tháng sau. Và tại sao em lại tỏ tình với cổ? Em cảm thấy là sống là không thể thiếu cổ. Ừ, nhưng mà em biểu hiện như thế nào khi mà em bắt đầu thả thính ngoài cái chuyện nhắn tin ra thì còn thả kiểu gì nữa? Dạ thì em nhớ là lúc đó là em còn đang đi học ưu túc, vừa học vừa làm với chị. Thì anh cái này cứ ngày nào cũng đưa em đi học. Tới giờ em đi làm thì chở em đi làm, rồi đưa em về mua đồ ăn cho em, mua trà sữa. Cái ngày nào cũng vậy, cứ liên tục trong vòng một tháng. Thì hôm đó thì ngày 20 tháng 10 á, bình thường thì hay đưa em đi về cũng mua đồ ăn, hôm đó không mua đưa em về nữa. Trời thì mưa, em đi về có một mình thôi. Cái sao em cũng thấy tủi thân nữa, đã không đưa về còn không có quà. Cái xong rồi em mới vừa vô trong nhà, lòng thì ấm ức lắm. Vừa mới vô nhà thì anh này điện kêu là ra ngoài đi, anh có bất ngờ cho em. Thì em ra ngoài thì thấy anh này mưa ướt tầm tã gì đó, không mặc áo mưa gì hết. Đưa cho em cái hộp quà, mở hộp quà ra là cái cây son mà cái màu em thích nhất luôn. Dạ, anh còn dùng khổ nhục kế nữa. Là anh nói là anh bị té xe, tày tay tày chân vì đi mua quà cho em. Đó là em cảm động của em đồng ý luôn. Dính luôn. Dạ. Mà đừng có nói cây son nó mua tại cái tiệm cô này luôn nha. Em canh gọi em làm về mới mua, cho tạo bất ngờ. Cho y chang vợ em không biết gì hết. Đó là mua cây son của tiệm em để tặng cho em luôn. Dạ. Trước khi cưới là có đi đâu chơi xa với nhau không? Dạ có, em có đi Đà Lạt, lần thứ hai thì đi về miền Tây. Tiếng nào vui? Dạ, Đà Lạt vui không? Đi Đà Lạt vui hơn. Vậy hả? Nó vui thì sao em? Đi dạ, đi. Em hỏi đi. Chị biết em muốn hỏi gì luôn á. Đà Lạt bao lâu em? Dạ đi 3 ngày ạ. 3 ngày. Dạ. Ở khách sạn, ở chung, ở riêng? Dạ chung. Ở chung. Có gì vui không mấy đứa? Phòng hai giường á. Đêm đầu thì sao mấy đứa phung phí quá vậy? Phòng một giường đi cho nó rẻ tiền đúng không? Rồi đêm đó có xin xỏ gì không? Dạ có nha anh. Đêm đó thì ngủ, đêm đầu là em định ngủ hơn đứa một giường, nhưng mà sau thì hai đứa một giường, giường kia để đồ. Tại buổi tối đó thì em cũng định là hơi ngủ bình thường thôi, sáng hôm sau đi chơi, tại vì cả ngày đi được rất là mệt chứ mỏi chân rồi. Thì anh này nửa đêm ngồi dậy mò mẫm xong rồi xin xỏ, em là không cho. Cái xong anh bực bội khó chịu nằm mà cứ dằn mặt dằn mâm gì đó. Cái tới sáng qua hôm sau đi chơi,
đi với em hỏi em ơi em có phải con gái không gì, sao đi chơi mà nằm chung hai đứa nam nữ mà không có giảm chết gì hết, không có muốn gì hết hả? Cái xong rồi em mới nói chứ muốn cái gì, mới quen mà đi chơi với nhau mà đòi muốn cái gì. Cái xong rồi tối hôm thứ hai cũng là đòi tiếp, em lại sợ quá em mới khóc, em đòi đi về, anh này nằm ngay cửa khách sạn á, nằm đó với ôm cái ba lô này nè, không cho em đi ra khỏi mở cửa là nhất ngang cửa luôn. Dạ. Tức không cưng, tức hay là tuổi? Dạ về nhưng là thấy hụt hẫng cái gì? Hụt hẫng vỡ kế hoạch của mình. Vỡ kế hoạch. Tại vì đi Đà Lạt là cái cũng hừng hực khí thế. Dạ đúng rồi. Ai ngờ hai đi nằm trắng cửa. Rồi là giữ gìn như vậy cho đến lúc cưới nhau luôn. Dạ tới lúc gần cưới em cũng có chuẩn bị tâm lý rồi, tại vì nghĩ là hai đứa sẽ cưới nhau thì chuyện đó thì sớm muộn cũng sẽ có thôi. Em có tìm hiểu với mấy chị mà có kinh nghiệm rồi á thì mấy chị nói là không sao đâu, cảm giác đó là sảng khoái với lại là giảm stress cho cả hai nữa. Nên em cũng chuẩn bị tâm lý như vậy nên là em cũng không có sợ gì nữa. Các em bây giờ có con chưa? Dạ hiện có em bé được 6 tháng ạ. À 6 tháng. Các em lấy nhau được bao lâu rồi? Đã cưới được 5-7 tháng. Rồi bây giờ ở với nhau được 1-7 tháng thì các em còn quá trẻ, quá son. Vậy thì tật xấu nó có lòi ra không? Có nhiều tật xấu không? Dạ có nhiều lắm chị. Em sợ kể hết chương trình này người ta cắt đi về hết, em còn chưa kể xong. Dạ, bây giờ kể đại khái rồi. Kể như thế nào mà xấu nhất đi. Có một lần á là em làm mất cái bông tai của mẹ em mua, tại vì lúc đó là em không có đeo bông. Mẹ em chồng em mới mua cho một đôi thì lỡ đó em làm rơi trong nhà tắm á. Em chưa tìm thấy thì chồng em rất là quý những cái món quà mà mang giá trị là kỷ niệm á chị. Nên là chồng em mới la lớn tiếng là la cái đồ không biết giữ của. Em nghe cái câu đó rất là nặng, em rất là buồn, em khóc nhiều lắm. Mình bị sụp đổ cái hình tượng ngoài người chồng của mình. Nhưng mà sao có tìm được không? Dạ có, chị nó rơi trong nhà tắm thôi. Trời chứ gì đó. Đó là một tật xấu, lớn tiếng với vợ. Rồi gì nữa? Chồng em nói nhiều lắm chị. Em nhân viên bán hàng em đã nói nhiều rồi, chồng em nói nhiều gấp đôi em. Em không thể nào chịu nổi, em đi làm về rất là mệt rồi. Chồng em cứ lải nhải, làm này chưa, làm kia chưa, sao chưa làm, cứ nói nó riết đó riết. Em không thể nào chịu nổi, em đã rất là chịu chết luôn. Em chỉ cần chồng em tắt cái đài giùm em cái là em đỡ mệt liền. Khỏe luôn đó. Dạ, nói nhiều hơn em nhiều. Dạ đúng rồi. Có bao giờ mà gây lộn rồi đánh lộn chưa? Dạ cũng chưa có đánh lộn, nhưng mà lúc đó thì nói em không nghe, em cũng bướng quá thì anh mới nóng lên ổng lấy cái điện thoại của em á, anh đập thì em cũng tức quá thì hai cơ hai vợ chồng thì có đánh nhau, thì là anh tát em một cái thôi. Dạ thì em cũng có đánh lại. Mà sau đó vô phòng khóc rắm rứt hay là làm gì? Dạ không, em gọi về cho mẹ em nói là con bây giờ con về mẹ ở, con không ở đây nữa. Ở đây ai cũng phân hiếp con hết trơn á, không có bênh vực gì con nữa. Thì sau đó thì mẹ cũng giải quyết cho hai vợ chồng ở lại với nhau, thì kêu là vợ chồng giận thì đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, nên là tụi em cũng hòa lại với nhau thì không có giận cái chuyện đó nữa. Rồi bây giờ còn gì nữa không? Ở nhà có chơi với con không? Có chăm sóc con kỹ lưỡng không? Dạ cũng chăm sóc con, cũng thương con lắm, nhưng mà có buổi tối là mê ngủ, không có dậy mà chăm con giùm em, hay là con khóc cũng mặc kệ, một mình em tự lo hết à. Hai đứa còn nhỏ quá, còn trẻ tuổi này tuổi ăn tuổi ngủ mà. Rồi bây giờ tới em đó, vợ em có thật xấu gì không? Dạ hay cắn lắm anh, nhiều khi trên người em nó đầy thương tích hết à. Em quýnh vợ em nhẹ cái, vợ em quýnh lại em mạnh hơn gấp 10 lần vậy. Vậy á hả? Vợ em dữ lắm. Miếng, ăn miếng. Ăn một miếng trả tới 3 miếng. Đúng rồi, ăn một miếng trả 3 miếng. Rồi sao nữa nè? Lại hay ở bừa bộn lắm chị. Bừa bộn. Dạ. Rồi nấu ăn có ngon không? Không ngon mắt, không ngon miệng luôn. Đó. Em tả thử cái món không ngon mắt, không ngon miệng là nó sao? Món canh thì canh gì cũng đục ngầu hết anh. Còn món chiên hay là kho thì chỉ thấy cái màu tối tối thôi. Màu tối tối đó. Dạ. Màu quá trớn rồi. Còn chiên trứng sao? Chiên trứng thì bình thường. Thì được đúng không? Thôi chiên trứng có cái màu vàng là được rồi. Các em còn quá trẻ, cho nên cái chuyện mà đêm đến thì sinh hoạt vợ chồng có thường xuyên, có vui vẻ được không? Có hòa hợp không? Dạ, lúc vợ em vui thì hòa hợp, còn lúc vợ em không vui á thì đạp ga hoặc là nằm như zombie vậy á. Làm như zombie vậy đó. Dạ. Là hù hả? Hù em. Em đi ngủ luôn. Em tự nhiên là em cảm thấy là em không có cảm giác hay sao? Dạ thì sau khi sinh xong á thì em lại không muốn những cái chuyện sinh hoạt như vậy. Chuyện đó làm em rất là khó chịu, mệt mỏi và em đau đớn, là em không muốn làm thường xuyên như lúc trước nữa. Nên là những khi nào mà em vui vẻ thì em cho, còn không thì em cứ nằm đi ngủ mặc kệ ổng, ông tự ngủ, ông cứ khó chịu bực bội vậy đó, ông tự đi ngủ luôn. Nhưng mà đó là chuyện trước đây hay là tới bây giờ luôn? Dạ tới bây giờ vẫn vậy. Tại vì em bé mới có 6 tháng mà. Dạ đúng rồi. Em bé cái thời gian này là cái thời gian mà cái tiết tố nữ thay đổi dữ lắm. Không có sao đâu. Dạ. Đó là bình thường, không có sao hết á. Nó không phải là một cái bệnh lý gì hết, mới là hầu như ai cũng vậy á, chứ em đừng có lo. Dạ. Tại vì á bây giờ thứ nhất là sanh, cái thời gian mà dành cho con buổi đêm nó quá mệt. Em hiểu không? Mệt mỏi lắm. Cho nên rằng em cũng chưa có sẵn sàng cho cái việc đó. Cái cơ thể của người phụ nữ đó nó có cái sự thay đổi, nó chưa trở lại như bình thường ngày trước. Thì nhiều khi vợ em cũng không có muốn ở trong cái trạng thái mà gọi là nó chưa trở lại như ban đầu á. Dạ. Đó thì cũng không muốn cho chồng mình
thấy cái điều đó, tức là rất nhiều những cái nhỏ nó gộp lại, nó tạo thành một cái áp lực cho vợ em mà để cho vợ em không còn cảm thấy thú vị ở cái chuyện đó nữa. Em hiểu không? Thành ra là cái điều đó nó bình thường thôi cưng. Yeah. Em phải hợp tác với vợ em để cho vợ em giải tỏa được tất cả những cái điều đó. Ừ. Thì sinh hoạt vợ chồng trở lại bình thường thôi. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn vợ em là bớt giận hờn lại. Hay giận hờn lắm. Dạ đúng rồi. Như con nít vậy. Em nít mà, nít mà 22 tuổi là nít đó. Còn gì nữa không? À, biết lo cho nhà cửa con cái rồi, tập nấu ăn cho ngon hơn. À. Rồi bây giờ tới em đó, em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Dạ thì em yêu cầu đầu tiên của em là anh bớt nói lại, nó ít giùm em thôi. Dạ. Rồi thứ hai là ví dụ bữa hôm nào mà em có đi làm mệt á thì anh chăm con phụ em, hai đứa thì cùng chăm nhau chăm con thôi, đừng có để một mình em chịu không nổi. Dạ. Chia sẻ đó em. Đúng rồi, chia sẻ với em. Nhiều khi chia sẻ ban đêm, nhiều khi cô ấy sẽ trở lại sớm. À. Đúng không nào? Rồi rồi gì nữa? Em mong muốn chồng thay đổi gì nữa? Dạ chỉ hai điều đó thôi chị. Dạ. Ừ em làm được không? Dạ được, em cố gắng. Đúng không? Cố gắng nha, cố gắng chia sẻ với vợ đi. Rồi, xin chúc hai em hạnh phúc. Cảm ơn chị. Dạ, chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Tăng Thịnh, năm nay em 25 tuổi, em là nhân viên. Dạ, em tên là Ngọc Hương, em 25 tuổi. Hiện nay em đang ở nhà làm nội trợ. Con em được mấy tuổi rồi? Dạ, bé lớn của em được 3 tuổi, còn bé nhỏ thì 1 tuổi rưỡi. Trời, vậy là có con từ lúc 22 tuổi đó, vậy sao vậy hả? Hai em lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào và ai để ý ai trước? Dạ, cách đây là khoảng hơn 10 năm là hai đứa em gặp nhau lần đầu tiên ở trong tiệm net của dì vợ. Hơn 10 năm tức nghĩa là 15 tuổi là em lại gặp anh này. Dạ đúng, em hay tới tiệm net chơi lắm. Lúc đó là có ba chị em họ phụ ở trong tiệm net. Thì hai người kia rất là thân thiện, vui vẻ. Có vợ em là chỉ có đứng mình, ngồi mình, nói cũng mình luôn. Mà đen thui, ốm nhách, đeo mắt kiến xong cái dáng mắt như trong màn hình vậy. Nhưng mà em đặc biệt để ý tới vợ em. Tại em thích như vậy. Anh thấy em mà anh chảnh lắm, tại vì đám bạn của anh nói anh học giỏi nên anh chảnh, rồi em cũng không có để ý, em không quan tâm luôn. Lúc đó là em ở lại lớp một năm rồi, học lại một năm nữa mà cũng bị thi lại 6 môn. Dạ thì cũng nhờ là vợ em bị thi lại anh, xong cái em mới tình nguyện chủ động là qua để kèm cho vợ em thi lại. Thì nhờ thi lại đậu luôn, 3 tháng sau là vợ em đồng ý là bạn gái của em. Dạ. Tình yêu là suôn sẻ không? Suôn sẻ không? Dạ không, mà không? Thì bắt đầu 2 năm tiếp theo là sống yêu nhau trong lén lút rồi bị phát hiện. Ủa 18 tuổi có quyền yêu nhau rồi mà vẫn không biết. Dạ. Dạ, tại bên gia đình em thì không đồng ý cái chuyện là yêu nhau trong lúc học hành. Rồi dần cái hai bên gia đình cấm hai đứa gặp nhau luôn. Nhưng mà hai đứa trong thời gian đó vẫn lén lút gặp nhau. Nhưng mà gia đình vợ có đồng ý không hay là chỉ có gia đình chồng không đồng ý? Dạ, ban đầu thì cũng đồng ý nhưng mà sau thì thấy bên gia đình chồng em không ít không đồng ý. Dạ nên cũng bầu không đồng ý luôn. Dạ. Cũng muốn em tập trung cho chuyện học hơn. Rồi thành ra là căng thẳng. Dạ. Rồi em vượt qua những cái điều đó như thế nào? Bây giờ cố gắng đợi anh. Anh khi mà anh học xong anh đi làm anh vững chắc thì anh sẽ cưới em. Nhưng mà tiếp theo một năm đó là cuộc tình của tụi em là đi vào bế tắc. Căng thẳng luôn đúng không? Dạ. Bế tắc rồi sao vợ em? Mà bế tắc quá rồi em mới hẹn anh ra để nói chia tay. Lúc mà nói chia tay thì không có kết quả, anh cứ níu kéo rồi. Em thì nghĩ quẩn nên em nhảy xuống sông luôn. Trời ơi. Lúc đó em cũng không biết bơi. Thấy bạn gái của mình nhảy xuống thì em thật sự lúc đó em sợ. Cái lúc đó là em chỉ cảm thấy là phải cứu bạn gái của mình. Rồi sao? Nên em cũng bám víu ở phía trên bờ rồi cũng ráng đưa tay ra để mà cứu vợ bạn gái của em. Cái tới lúc đó cái anh nói một câu mà làm cho em thay đổi hết suy nghĩ của em. Anh nói là bé ơi đưa tay cho anh đi, đừng có bỏ anh, làm ơn đi. Xong cái em đưa tay và anh kéo em vô. Nhưng mà em biết bơi không? Dạ không. Trời ơi, dễ sợ. Rồi sau đó là sau cái chuyện đó là em khẳng định với vợ em là tới cái ngày sinh nhật 20 tuổi của em là em sẽ dẫn vợ em đi đăng ký kết hôn. Chị nghĩ là nhân cái việc này á, tụi em nên khuyên những cái bạn trẻ mà yêu sớm như tụi em đó, yêu từ lúc mình còn nhỏ, đừng có như tụi em. Tại vì bây giờ tụi em vẫn đạt được mục đích của mình là yêu nhau, nhưng mà không nhất thiết là phải dùng cái hình thức kia. Hương nên nói đi. Lúc mà yêu nhau thì còn trẻ nên không có suy nghĩ được nhiều, nên cứ nghĩ là ba mẹ em không đồng ý là không còn cách nào để thay đổi được nữa hết. Thì mình khuyên các bạn là cứ thẳng thắn cho gia đình biết cái tình cảm của mình là lành mạnh, mình muốn tiến tới hôn nhân để mà yêu đương trong sự bảo bọc của gia đình thì sẽ không có sai lầm giống như hai vợ chồng mình lúc trước. Còn em cũng khuyên các bạn là trước khi mà làm gì cũng phải tìm hiểu cho kỹ. Đúng rồi, suy nghĩ cho kỹ cái việc mà mình làm. Với lại cái nữa là
ba mẹ là người ruột thịt của mình nên có gì cứ bày tỏ hết với ba mẹ. Đúng rồi. Và tôi mong rằng tất cả các bạn trẻ, những đôi lứa yêu nhau, chúng ta khi mà bị ngăn cản giữa hai gia đình thì chúng ta cũng phải nên là tìm cách phải nói làm sao cho ba mẹ mình, thuyết phục cho ba mẹ mình biết, chứ đừng có nhiều khi nghĩ quẩn như như cặp vợ chồng này. Tuy nhiên là tất cả mọi thứ cũng đã suôn sẻ. Đây là cái việc đó mà thành công đó. Rồi. Mà cũng chưa thành công đâu chị. Hả? Nữa hả? Đăng ký xong tới ngày mà hẹn đi lấy á, cái ảnh trốn tiêu luôn. Là mất công em chạy tới nhà em chửi em thủng giờ. Rồi hên là không có ba mẹ chồng ở nhà. Nguyên sớm nghe hết trơn. Ủa vậy? Sao lại trốn? Dạ lúc đó em thật sự sợ chị. Tại bây giờ đăng ký kết hôn rồi. Nhưng mà bây giờ làm sao để làm được một cái đám cưới. Trong khi là lúc đó em lại không có nói chuyện với ba mẹ. Lúc đó chị nghĩ là ba mẹ không đồng ý rồi là sau này cũng không đồng ý luôn. Dạ. Nên khi mà lấy được cái giấy đăng ký kết hôn về á, thì ba mẹ biết chuyện đó. Xong ba mẹ em phản ứng rất là kịch liệt. Rồi sau đó hai đứa em sống tự lập và sau đó làm đám cưới. À vậy đó hả? Nhưng mà anh muốn hỏi là đến bây giờ thì cha mẹ của đôi bên đã... Dạ rồi. Em về em nói với gia đình em á, thì mẹ em nói là bây giờ mẹ không cấm nữa. Tại vì pháp luật xã hội đã công nhận hai đứa là vợ chồng rồi. Mà gia đình của Thịnh á, thì không tán đồng thì mẹ sẽ tổ chức cho hai đứa. Có cái, nhưng mà cái đám cưới đó thì không có bà nội. Dạ. Không có bà nội thôi. Dạ. Rồi đến khi nào bà nội ngoại đều quê. Dạ, sau đó thì nhóc lớn em được 6 tháng thì ba mẹ em chủ động sang thăm rồi hóa giải mọi biến cố giữa hai gia đình. Với lại từ lúc qua là thấy thương vợ em nhiều. Tới lúc đó thì em mới chính thức biết mặt ba mẹ chồng em. Rồi từ lúc đó tới bây giờ thì ba mẹ hỗ trợ cho hai vợ chồng em nuôi con, nên em rất là biết ơn ba mẹ. Bây giờ hỏi thật lòng luôn á. Dạ. Các bạn thấy là cái việc làm của mình á, dạ, trong cái quá trình mà mình chưa được sự chấp nhận của bên nội á, dạ, thì cái lỗi là phần mình hay lỗi phần là do bên ông bà nội? Dạ. Đến theo... bây giờ thật lòng các thật bạn lòng nghe. Nói thật lòng. Theo em nghĩ á, là không hẳn là lỗi do ai, mà là do tuổi tác của cha mẹ với con cách nhau nhiều á, nên không có hiểu được nhau. Thì ba mẹ cứ ra sức cấm đoán, rồi con á thì chống đối phải không? Dạ, cứ cứ muốn làm thì làm cho bằng được thôi. Rồi cái không hiểu nhau, không chia sẻ được với nhau. Đúng rồi. Bây giờ thì các bạn có muốn nói gì với bên nội không? Nhất là bạn á, có muốn nói gì với ba mẹ chồng của mình không? Dạ, tại vì cái chuyện mà em giận chồng em tới trước nhà sùm hết, thì tới thời điểm này luôn là cũng 4-5 năm rồi mà ba mẹ chồng em cũng không biết lý do tại sao. Nên em rất là muốn xin lỗi ba mẹ chồng. Con quá bức xúc với cái việc làm của chồng. Con là không có chia sẻ thẳng thắn với ba mẹ, để chuyện tình cảm của tụi con bế tắc như vậy. Nên con mới hành động bộc phát như vậy. Thì con mong là ba mẹ bỏ qua cho con. À, em có muốn nói điều gì với ba mẹ của em? Mong ba mẹ tha lỗi hết cho tất cả những gì mà hai vợ chồng con đã gây ra. Và con cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Tại vì thật sự là dù có đi xa bao nhiêu nữa thì ba mẹ vẫn là cái chỗ dựa vững chắc nhất. Nhân dịp này con cũng xin cảm ơn ba mẹ của vợ con. Tại vì đã cưu mang bảo bọc hai vợ chồng con trong lúc mà hai tụi con bế tắc. Dạ, con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Nói chung là cảm ơn ông bà nội, bà ngoại. Rồi, sau khi cảm ơn xong, bây giờ sau đây là tới phần dạch mặt nhau. Đại hội dạch mặt bắt đầu. Bây giờ chồng em á, anh ở nhà có hiền, anh có cái tật xấu gì không? Dạ, anh chỉ có cái tật xấu là anh vô duyên, đi ngoài đường anh vô duyên giả mang. Vô duyên sao? Hai người phụ nữ đang đi song song vậy nè, anh chen vô anh đi ngay giữa mà đi cho bằng người ta vậy. Ủa vụ gì vậy? Cái gì vậy? Thôi về nhà nói đi, có chỗ đâu cho người ta đi, đi hết đường. Vậy đó hả? Trời, cái đó vô duyên thiệt. Rồi có bao giờ bị phản ứng lại chưa? Dạ, người ta bất ngờ quá, tại vì đàn ông mà đi nói vậy người ta bất ngờ quá, cái người ta thục làm sao. Ủa, nhưng mà em giỡn không dám sao? Chạy lên. Dạ, tại em đi xe thiệt. Em cũng hơi quạo, tại đi cái đường thì nhỏ mà cứ hai người cứ đi giữa đường, cứ đi hoài á, em bực bội, em tìm cách em vô giữa. Rồi ngoài ra còn gì nữa không? Hồi đó ông nói em đen thui, bây giờ nè trắng trẻo nè, nhìn vợ quá tươi thiệt, bây giờ có ghen không? Lúc mà mới quen là đã ghen rồi, nên thôi cái đó không có đặc biệt gì. Ghen bình thường hay là ghen bệnh? Ghen thấy ghê. Anh chở em đi ngoài đường á mà người ta dòm em á, cái anh chạy ra cái lối xe ô tô luôn, cái em nói đi sát vô đi, sao đi đây, cái nói chạy ra đây cho người ta khỏi dòm. Trời vậy. Cái em nói nguyên lại bên kia người ta dòm hết trơn rồi mới chịu sát vô lại. Có dòm hành đánh ra khi mà dạ, cũng sừng sọ lên. Có không? Dạ, có rất là nhiều lần. Nhìn bà dân có không? Lúc đó vợ cũng vợ em tươi, với lại tươi. Cũng có hai con rồi.
thì cái người đó cũng biết mà cứ nhắn tin không có lành mạnh, em không có biết, em vô tình em đọc được. Xong cái một thời gian sau á thì vô tình em mới gặp được cái anh đó, nên em cũng cũng bực lắm. Trước mặt anh đập cái nón bảo hiểm xuống, anh nhào vô anh tính đánh rồi. Xong cái em can hết được rồi, cái em với lại hai đứa nhóc ngồi trên xe khóc. Cái anh thấy vậy cái anh kìm lại. Nhưng mà lý do mà lý do chứ mấy cái... Em ghen vợ em vậy? Dạ tại cái thời trang của vợ em á chị. Thời trang giống như con nghèo nghèo vậy chị. Ví dụ như ở dưới kính thì phải trên hở một chút. Ở trên kính thì dưới phải hở một chút. Nhớ tôi nhìn cái bộ đồ cô dâu mà tôi cũng biết nè. Dạ. Bởi vậy đi người ta nhìn kỳ lắm, em bực bội lắm. Mà em muốn mày mặc áo mưa đi không? Nhưng mà ngược lại thì em có ghen chồng em không? Dạ không. Vợ em sao? Hung dữ. Dạ. Cũng cũng có. Thì cũng xong phi rồi bay đá rồi lên gối chơi đỏ. Dạ. Động đa động chân quá. Dạ. Với lại có không? Tại vì em nhường thôi, em nhường thôi. Dạ. Dạ từ xưa giờ anh chưa quýnh lại cái nào hết. Chứ cỡ này mà thổi ngay dám bay vô dám. Với lại cái nữa là cũng gần đây đi gội đầu gần Tết anh. Ta nói 70 ngàn xong mới lẳng lặng đi ra ngoài. Cái đứng ở trước tiệm. Ra rùm giờ đó hết. Trời ơi. Kêu gắn cái bảng ở trước á, 70 ngàn cái đầu. Để cho ma vô. Trời ơi, vậy hả? Người đã xíu con. Trời ơi, cái tiệm nó chắc bữa nay chuyển qua cái tiệm cạo đầu luôn á. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn vợ em là chịu khó dọn dẹp chút. Em sẽ cố gắng làm chung với vợ. Với lại cái nữa là đừng có xin đi chơi mình nữa. Không phải đi mình mà tại vì em giữ tụi nhóc mệt quá rồi. Tối muốn ra ngoài cho mát một chút vậy. Mà nếu mà chở tụi nó theo là phải quần áo, sữa tả, rồi nón, khẩu trang, lum la. Nên em nói thôi cho em đi một chút thôi. Em về trước 10 giờ. Mà thấy mà hơn 10 giờ cái là con đang ngủ vậy. Nắm đầu dậy hết, chở vòng 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 đi kiếm vậy. Sao này cái em hết cũng đi luôn. Có phải là do em ghen không? Em cũng có một chút. Tại đồ ở trên, hoặc ở trên hoặc ở dưới cái tưởng tượng. Dạ, tưởng tượng. Rồi còn em? Lúc mà em đang giận đừng có nói. Để cho em nguôi giận đi. Rồi nói gì cũng được hết á. Chứ để mỗi lần em giận cái nói nhây quá, hồi em nữa điên em quýnh chảy máu đâm hết trơn. Trời ơi. Trời đất ơi. Giận không nói mà đi ra mà chửi thì tìm người ta không nói thì nó chúng nó hốt mà luôn á, đừng giận. Không nói gì nữa không? Dạ không, em chỉ mong em chồng em thay đổi. Trời chuyện đó. Trời, chồng dễ thương quá. Chứ chồng không có mong muốn vợ là bớt dữ một chút hả? Dạ em cũng thích vậy. Trời, thích dạ. Bị vợ đánh đúng không? Dạ dạ không phải, thích dữ để mà tự bảo vệ mình. Thực ra cái cặp này mà. Thì cũng còn quá trẻ, 25 tuổi mà đã nuôi hai đứa con, đúng không? Mà dạ. mà coi như là cuộc sống của các bạn thấy rất là vui. Thấy dạ. Vợ chỉ kêu chồng coi như là thay đổi một chút xíu để mà bảo vệ được chồng đó. Là thấy cái mong muốn của em rất là dễ thương và xuất phát từ yêu chồng mà ra, biết cái tật của mình bị nóng tính. Em là thuộc loại nóng tính bộc phát á, giống như là em nóng là cái cơn em là em phải em phải nổi điên vậy đó, là em không nổi điên là em chết đó. Đúng không? Dạ. Không có kèm được đúng không? Dạ. Đó. Thì thôi mình cũng thôi né đi. Tại biết đâu nhiều khi á em kèm không nổi á. Động thủ một cái là vợ ốm nhom nhách vậy đâu có chịu nổi đúng không? Thì thôi giờ vợ nó mong vậy á thì em cũng né đi. Đó cái điều đó chị thấy cũng đúng. Đó. Còn ngược lại đó thì những cái mong muốn của chồng em đều là chính xác. Vấn đề đây không phải là bừa bộn mà nó ảnh hưởng đến cái không khí, cái môi trường sống của con mình. Cho nên là kệ thôi, mình chịu khó. Thứ hai nữa là bớt giữ với chồng một chút. Thì đó, chị chỉ mong muốn như vậy thôi. Dạ. Nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn rồi, chị. Chúc em hạnh phúc. Dạ, nha. Nhận anh em không? Có nhận nhìn, anh em không vậy? Rồi nhìn cái mái tóc là tự nhiên hiểu. Giống như là gặp nhau đâu á, trong tiềm thức trong, hay là gặp nhau đâu đó ở đâu ở trong kiếp trước. Đúng rồi, anh em vì, tại vì chắc chắn là không thể nào gặp nhau ở chỗ hớt tóc rồi đó chị. Tại vì thường á, những người như anh em chúng tôi là tự xử không ạ? Dạ, đúng không? Đúng không anh? Rồi xin mời hai anh chị giới thiệu về mình. Dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ạ. Tên em là Vũ Thu Thảo, em sinh năm 92, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là em kinh doanh về ngành thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp và em kinh doanh mỹ phẩm online ạ. Hàng gì đẹp quá, hiểu không? Hàng gì đẹp quá. Tại vì ta làm thẩm mỹ viện. Thì đó, chăm sóc sắc đẹp, hàng gì quá đẹp. Anh chồng cũng đẹp. Cái da cũng đẹp luôn đó. Không biết có liên quan gì đến công việc thẩm mỹ viện hay là mỹ phẩm gì không nha. Vợ chăm sóc, em rồi, sao vậy? Em mời anh. Trước hết em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Thanh Sơn, em sinh năm 74. Em hiện trạng công việc của em thì là kinh doanh bất động sản. Cũng như là nghiên cứu tâm thủy phong linh. Tâm thủy, phong thủy tâm linh thủy. Yeah. Và em cũng đang công tác cùng với vợ em về ngành thẩm mỹ làm đẹp. Thấy chưa, trẻ quá. 74 á, 74 là lớn em 5 tuổi á đó, mà trẻ ghê không.
Chị hỏi như vậy với anh mắc gì là sao? Trời ơi, em cũng trẻ vậy, em cũng chịu cũng tẻ vậy à. Không, theo em thì là cái trẻ, hình thức bên ngoài chưa quan trọng bằng cái nội thất bên trong, đấy là điều... À. Thì nội thất thì chị không biết, đây là nội thất em chị thì chị không biết, nhưng mà đáp nhiều khi em chị nó hay buồn buồn bã những chuyện không đáng xong rồi vất hằng thời gian đó, tức là nói trẻ thì ý là cái tinh thần ấy, chứ không phải nội thất là nói là cái tinh thần đó, tinh thần mình tâm là trí. Như dạ. Tinh thần mình lúc nào cũng như là đấu chiến gì đó, đó. Dạ. Tinh rồi thần nó đang già, tinh thần nó hiện giờ đang già, bữa nào em phải cho nó tới cái thẩm mỹ viện của em để relax và để tân trang lại nhan sắc cho nó, cho renew lại. Cảm ơn nha. Rồi bây giờ chắc có lẽ là mời hai anh chị chia sẻ về cái câu chuyện mà lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao. Lần đầu tiên gặp nhau thì thực ra là không phải gặp anh này mà là gặp chị chồng của em ạ, ở sân bay. Tức là cũng cái duyên là do em đi ra Côn Đảo để đi lễ, thì là chị cũng đi trong một cái đoàn lễ cùng với nhau luôn, mà chị đi từ Hà Nội vào nối chuyến, vì ngày đấy là chưa có bay thẳng, nối chuyến từ Sài Gòn thì em lại đi từ đầu Sài Gòn. Thế gặp nhau trên chuyến bay thì cùng một đoàn lễ luôn. Thế là hai chị em ngồi gần nhau và nói chuyện thì cũng biết là hóa ra là cũng là đồng hương, là cũng là dân Hà Nội. Thế chị mới chia sẻ, chị cũng nói là nhưng chị thì ở Hà Nội nhưng mà chị thì không sống ở Sài Gòn mà có một cậu em trai. Đó thì em cũng nói là em sống ở trong đây. Thế là chị cũng hỏi thăm rồi thấy là tuổi tác cũng trẻ, rồi lại chưa có bạn trai. Thế là chị cũng bảo là ôi em trai chị cũng chưa có người yêu, hay là bây giờ chị giới thiệu trai được. Mà em trai thì là ở Sài Gòn. Dạ, ở sống ở Sài Gòn một mình. Dạ vâng, thì chị cũng bảo cũng muốn có bạn cho em. Là dạ. Anh ấy đúng dạ là đó. Rồi bắt đầu bao nhiêu lâu thì hai người mới gặp nhau? Dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi ạ. Ngày hôm sau luôn? Ngày hôm sau ạ. Tức là bạn này có đi Phú Quốc không? Có, bạn này có đi không? Tức là em không? Đây là một cái câu chuyện rất là lạ. Tức là em thì em không bao giờ em tin, tức là gia đình em thì là người làm ăn nhưng mà không bao giờ tin vào cái chuyện mà bói toán cúng bái. Thế thì em cũng thấy là lạ, là không hiểu tại sao chị em lại đồng ý bay từ Hà Nội đi vào đây đi lễ rồi lại đi bay ra Côn Đảo. Thì cái điều đó là cái điều mà em không bao giờ nghĩ tới. Đó là sự sắp xếp đó. Dạ vâng, không, em không nghĩ tới bởi vì mà chị em là một người mà là doanh nghiệp làm ăn nhưng không bao giờ bà, tức là không tín ngưỡng, không đi lễ, phải nói thẳng. Thì em cũng không hiểu lý do gì mà tự nhiên bán một cái quyết định như thế mà vào rủ em đi. Nhưng mà em bảo là không, tôi không đi. Thế em theo chị với tự đi thì chị bảo là tao đi cùng với người bạn vào trong này. Đấy, vào chơi thôi, tao đi thăm thú. Thế xong rồi cuối cùng là vào em không đi thì chị lại gọi nhắn tin về cho em. Chị bảo là ủi hôm nay tao gặp một cô bé này xinh lắm, chụp cho em cái sau tấm sau lưng. Thì bảo là hay tao giới thiệu cho mày cô bé này. Thấy cô bé này cũng được, trông trắng trẻo xinh xắn. Thế thì em mất lòng tin lắm, bởi vì là thực ra em đến cái lứa tuổi này rồi, thực ra em không phải là thiếu trong, tức là em rất tự tin. Từ trước đến giờ em là người rất là đào hoa. Đấy là em cũng không, tức là không, mình thế nào nhỉ? Em cảm thấy không tin lắm, bởi vì là em không thích giới thiệu lập gia đình, đúng với không? Hai bà chị em rất nhiều lần giới thiệu cho em mà kể những cô mà có thí dụ như thế này kia mà không, em không ưng ấy thì tô vẽ lên là ôi cô này xinh lắm, cô thế này cô thế kia. Thế thì với cô này thì em mất lòng tin rồi. Em mất lòng tin lắm, em bảo thôi tôi không nghe theo bà. Tôi sự lựa chọn của tôi và hai tôi cũng không muốn lấy vợ. Tôi muốn chơi, thế bao giờ tôi có duyên để nó gặp là nó đến là đến à. Thế rồi cuối cùng là cái ngày bà đi lễ xong về thì bà bảo là thế ra đón chị. Thì hôm đấy em mặc rất tình toàn, em còn vừa rửa xe xong. Em còn mặc cái quần xà lòn, xong một cái áo rất là vẫn còn đang bẩn nhiều mồ hôi. Em đội một cái nón lên. Em phi xe ra em đón. Thế em đón thì không ngờ thì lại vợ em đi cùng. Chị bảo thôi em lên đây chị trở về nhà gần đây thì chị trở về tiện đường trở luôn. Thế cuối cùng rằng là lên xe em nhìn qua gương chiếu, em bảo ok, thấy cô bé này trắng trẻo sáng sủa, xinh quá. Nhưng mà thực ra thì nhìn cái thần thái của cô ấy thì trông cô hơi có vẻ hơi ngỗ, tức là hơi lao láo, kiểu như xính lao. Em thực sự trong miền Nam là chảnh đấy bảo. Chảnh hơi có một cái gì đó đấy, tức là mình thấy một cái cảm giác như thế. Thì em thì trong tư tưởng lúc em nghĩ là thế thì cũng là cái gu, tại vì bản thân em là cái người mà em thích, tức là thích những cái gu mà phụ nữ là có cá tính, mạnh mẽ và không thích kiểu như phụ nữ nhiều như mèo con. Em thích đấy, em thích những người phụ nữ có một cái cá tính. Thế thì em cũng đã chút để ý rồi và cũng thấy hay. Em hỏi một câu thì thấy bạn có vẻ trả lời bâng quơ, xong bắt đầu là bạn nhìn ra cửa sổ xe. Thế thì em cũng kệ, thế bà chị em bảo thôi mấy chị em bây giờ đói rồi hay đi ăn cái gì đi. Tức là bà chị em để cố gắng. Chị cứ đẩy thuyền. Dạ, đẩy thuyền ạ. Thế có nghĩa là cái cảm giác đầu tiên của em đối với bạn này là em thấy bạn hơi ít kiêu. Mà chính vì như thế mà em tự nhiên em cảm thấy là em cần phải để ý, đúng không? Em cần phải quan tâm. Thế còn em thì sao lúc mà gặp anh này? Dạ, bởi vì thực ra là lúc ngồi trên máy bay nói chuyện
thì chị giới thiệu là chị có một cậu em trai, thế là mới hỏi là em chị là sinh năm bao nhiêu hả chị, và em chị tuổi hổ. Thế mình bảo ồ tuổi hổ thì mình 92 chắc là 86, thì hơn tầm 7-8 tuổi là ưng quá, tại vì là cái nhu cầu của em cũng thích cái kiểu từng người hơn tầm đấy tuổi. Mình cũng đang độc thân, lại sống ở Sài Gòn nữa, là cũng thích. Mà chị chồng em thì thực sự ra ấn tượng đầu tiên em nhìn là chị rất là kiểu đẹp, sang, trông quý phái. Thì mình bảo chắc là em trai chắc là ok lắm đây. Thế thì tự dưng em mới hỏi chị ơi, thế em chị là tuổi hổ là 86 à? Chị bảo không em, em 86 là hổ nhỏ em ạ, em chị là 74. Nói cái thật tự dưng thì kiểu mình đang từ trên đỉnh mà mình hoa mày chóng mặt luôn ạ. Thế bọn nghe bảo ôi trời ơi, 74 nhầm sơ sơ là hình như là hơn mình về cỡ tầm khoảng 18-20 tuổi. Thế là bắt đầu tự dưng tưởng tượng trong đầu ra là phải ông chắc là trông cũng phải béo già dai, xấu là một bác dai. Vâng đấy, vâng đấy. Cuối cùng lại gặp cái một cái anh như thế này. Dạ vâng, thì tự dưng hôm sau gặp thì lại thấy là anh này trẻ quá so với tuổi ạ. Tức là anh mặc... ngay hôm ấy em đã không thấy anh trẻ ư, cái hôm mà anh đi đón mình á. À, là trẻ đó. Là hôm sau đấy, sau gặp lại mới nhìn thấy, là hôm trước là trên máy bay ạ, hôm sau mới gặp. Thì giật mình luôn ạ, tại vì trẻ quá so với tuổi, xong lại đội cái mũ ở trong kiểu dạng như là hơi teen boy, thế này cũng kiểu gu mình cũng thích. Nhưng mà mình vẫn phải kiêu ạ, tại vì già, mình đó, trẻ mà mình có quyền. Bởi vì mình mới nói tất cả mọi thứ là thiên duyên tiền định. Dạ, tại vì như anh Sơn có nói, là chị của anh Sơn là không có tin, mà không có đi cúng. Mà tại sao lúc đó, tại sao lại là quyết trời xu đất khiến gì mà sao? Phải có cái chuyến đi đó thì mới gặp cô này và mới kết nối với Sơn. Đúng không? Rồi sau đó thì bao lâu thì hai người mới chính thức là yêu nhau đấy. Kể từ khi mà cái lần đầu tiên gặp nhau đó. Gặp nhau buổi đầu tiên nó có đi ăn, xong là cũng về là cho số điện thoại ạ. Là thì là cũng thấy là cũng thích kết rồi, nhưng mà vẫn để trong lòng thôi. Bao lâu? Dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi, 1-2 ngày là anh đến anh đón, để vì là anh có đưa em về nhà, là anh biết nhà rồi. Là anh cứ nhắn tin là em có rảnh không thì là gặp để đi uống cà phê rồi nói chuyện này kia. Không, anh hỏi là coi như là chính thức yêu nhau. Chính thức yêu nhau thì khoảng là một tuần ạ. Thì cũng cảm mến rồi. Dạ vâng, sau đấy một vài hôm thôi. Cảm mến rồi. Nhưng mà lúc đó em đã làm về cái thẩm mỹ chưa? Dạ chưa, ngày đấy là em mới chỉ là kinh doanh về mỹ phẩm thôi ạ, nhưng cũng ngành mỹ phẩm. Còn anh Sơn lúc đó là đang là cũng là bất động sản đúng không? Dạ. Rồi. Thực ra cái thời điểm đó thì là cái thời điểm là em đang chuyển giao một công việc, thế nên là em cũng tương đối là rảnh. Thế thì em mới tức là khi mà gặp bạn này rồi thì em cũng cảm thấy thích rồi, nhưng mà mình thì tại vì mình loại như là già đầu mà, thế mình cũng giả vờ lơ đi coi như không chuyện gì xảy ra. Thế em có nói với bạn là em bảo là anh nói thật nhá, chị anh giới thiệu em rất nhiều người rồi, với em cũng thế, mà em không biết là thứ hàng mà, tức là bao nhiêu người hàng trên 100 cô rồi, nhưng mà anh chả thấy có cảm xúc gì cả, anh nhiều khi anh chẳng biết anh có thích hay không nữa. Thế thì là anh em bây giờ hay là chúng mình làm bạn đi, chúng mình cứ làm bạn đi, bởi vì là cái chiều của em với tất cả các cô khác cũng thế, là khi em đến ấy, là em thí dụ em thích cô nào là em hoàn toàn không bao giờ để ý cô nào, không bao giờ em quan tâm, mà em quan tâm một người khác cơ, thì tự nhiên là người khác người ta sẽ hút mình. Thế thì em cứ dùng cái chiều đấy với bạn này, em cũng bảo là không, anh quý em như một người em gái thật sự, rằng là bạn bảo là anh có cảm xúc gì không trong sau mấy ngày đi chơi, anh bảo anh cũng thấy quý em, thấy hợp chuyện thôi. Thế thì chúng mình thì cứ thử đến với nhau như thế nào, chơi làm bạn đi. Em hỏi là em có nhiều bạn không, hay là hôm nào nếu mà em đi chơi các bạn em ấy thì em đưa anh đi cùng để cho anh giao lưu cùng các bạn. Thế thì bạn cứ bảo là thôi được thôi, không vấn đề gì cả, em nhiều bạn lắm nhưng mà không biết là bạn em có hợp gu anh không. Thế xong rồi là em thấy rằng là thôi, thực sự là đi cũng nói chuyện quá nhiều rồi, cũng thì em cũng đưa ra cái quan điểm, em bảo là thôi này nhá, anh theo anh thì là chúng ta nên thử đi. Anh thấy anh cũng có cảm xúc với em, vậy thì em có thế, em nghĩ thế nào về anh? Rồi có thử không? Thế xong là em với giả vờ em ôm và ngồi trên xe hơi lúc ấy đưa nhau về, thì em với ôm, em giả vờ em gì, em hôn nhẹ và chán. Thế xong là thấy có vẻ chịu. Thế xong rồi là tới một vài hôm sau nữa thì là anh nghĩ là tròn một tuần nhỉ? Một tuần. Sau một tuần thì em với cũng là đi chơi như bình thường như mọi ngày, thì em với chở đi qua một đứng trước một cái khách sạn, em bảo là hay chúng mình vào đi ngồi tâm sự đi, tại vì cả tuần rồi mình cứ đi vòng ngoài thế nó cũng chán. Thì bạn nhất quyết không vào, không chịu. Thế xong rồi là em bảo là thôi hay về nhà anh. Về nhà anh thì nhà em thì em ở mình, cho nên tất cả mọi sự tự do. Thế em bảo là thôi về nhà anh nằm chơi đấy, để biết nhà biết cửa nữa, tại vì từ hôm chưa bao giờ là bạn qua nhà cả. Thế xong rồi là vậy, em đưa bạn về nhà thì đó chịu đó. Lý do tại sao chịu là thực ra là như này ạ. Bởi vì là lúc nghe thấy anh này lớn tuổi ạ, thì là trong lòng là suy nghĩ liền ạ, có nhiều suy nghĩ. Tại sao chưa có vợ? Dạ đúng rồi, tại sao chưa vợ? Thì một là lớn tuổi quá như này rồi, hay là có tính cách quá khó tính, quá gia trưởng, người Bắc có thể gia trưởng độc đoán gì đấy không? Mà tại sao, hoặc là anh này đã có vợ có con rồi mà giấu? Tại vì chị mới tiếp xúc với mình không thể nào tự dưng chị thấy mình có hai mấy tuổi chị lại bảo là chị giới thiệu cho em, chị em trai đã có đời vợ rồi thì đứa nào nó chịu đúng không ạ? Nên lâu ra là mình sợ là giấu. Hoặc là mình nghi nhất là ông này, hoặc nếu không mà tất các trường hợp kia mà không có gì thì chắc chắn là súng ống đạn dược có vấn đề. Tức là
mà các quả kia thử hàng rồi mà thấy không được dội hàng ra thì bây giờ mới còn sót lại nên mới đi cầu ế, nên chị mới phải đi cầu. Tại vì hôm đi cầu lễ đấy là rất buồn cười, là cái cô trưởng đoàn cô cầu lễ thì cô lại vừa cầu cho em xong từ một đoàn mấy chục người cả, nhưng mà đến lượt em thì là cầu công danh sự nghiệp này kia, rồi cũng nói là đến tuổi dựng vợ gả chồng, xong lại cầu liền đến anh này luôn, là cũng là đến tuổi gọi là cũng quá tuổi rồi, thế là cũng mong là có vợ, cũng là cái duyên ạ. Cầu đó thì coi như là tất cả mọi thứ là coi như là hiển linh. Dạ vâng. Thế xong rồi xong đấy, người ta là sống trước mình hai thập kỷ cho nên người ta khôn lắm. Dạ khôn lắm. Em cứ thấy em từ từ em cứ rơi vào lưới tình lúc nào em chả biết, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Thế xong rồi hôm ấy lên nhà chơi thì có vui không? Dạ. Hôm đấy lên. Hôm đấy thực ra là nằm trong suy nghĩ của mình, là mình cũng nhu cầu của mình là mình cũng muốn thử để xem là có vấn đề gì anh không. Anh ấy là thuộc tiếp nào? Giống tiếp nào? Dạ vâng. Coi như là cái phần súng ống thôi. Dạ. Cuối cùng thì ông ấy là tiếp nào? À, thì lúc thử thì lại thấy là hợp quá, lại thấy là ổn định quá, ngon lành quá, nhưng ngoài sức tưởng tượng của mình, tức là nếu mà so với lứa tuổi, thế thì nhiều chiêu nhiều trò quá, mà lại là lại kiểu có văn hóa về cái vấn đề đấy nữa, thế là em cảm thấy cũng là rất là mê và cũng là nghiện luôn đấy. Nhưng mà kiểu dạng như là em cũng vẫn lăn tăn trong đầu, tức là cũng nghĩ trong em mới về em hỏi bạn em là kiểu như ở độ tuổi này rồi mà như thế đấy, thế như vậy thì chị thấy sao? Thì bạn em nghĩ một hồi sau bạn em bảo là chị nghi lắm, có khi nào hay là dùng chất kích thích, thuốc kích thích gì không? Chán nhiều bạn lắm ấy. Đấy, chán nhiều bạn mà bạn lại còn tư vấn. Tư vấn. Rồi sau đó thì là có hai người có sống chung với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có. Dạ có. Bao lâu thì mới cưới? À, được 7 tháng ạ thì bắt đầu cưới, nhưng mà là em có em bé trước thì là em mới cưới. Em bé tầm 5 tuần thì đám cưới. Dạ. Nói chung là vợ em ấy bị một cái tật này. Tức là thích thì rất thích nhưng mà hay suy diễn, tức là về hay hỏi ý kiến người khác xong bắt đầu là suy diễn câu chuyện lên. Cứ đây hay hỏi các bà các chị bạn bè xung quanh ấy, mệt lắm cơ. Thế xong rồi tư vấn, tư vấn thì em bảo là tổ tư vấn, em chẳng cần phải đi nhờ ai tư vấn, anh này giáo sư không cần phải tư vấn, mà còn tất cả trình kia là chưa đến tuổi nên tốt nhất có gì hỏi anh, nhưng mà cứ tìm lục lọi tổ tiết rồi xem kiểm tra xem em có thuốc gì trong nhà không. Để thắc mắc như thế mà em nói là hôm nay là em bật mí luôn cái câu chuyện này là bóc phốt, không cho em kể nhưng em phải kể. Bởi vì tức là này, quan hệ thì trong cái tháng đầu tiên đó thì là em lại bị sốt siêu vi. Cái lúc đó em sốt 2 ngày rồi mà lên tới 42 độ đó. 42 độ, người nóng mà chân tay lạnh, người run bắn lên. 42 độ là cao. Dạ vâng. Số Z luôn mà mình tưởng chừng là đôi khi mình còn sảng rồi. Thế là cũng lôi em ra, tức là hành động. Thử máy. Thử. Tại vì chắc là bạn nghĩ rằng thử ngày hôm đấy với chính xác là xem là em không còn khả năng để đi uống thuốc nữa rồi. Đấy, cho nên là để xem là nó có bình thường như mọi khi không. Nhưng mà cuối cùng là em thì thực ra cái sức khỏe của em rất là bình thường. Nó là một cái nhu cầu rất là mình đơn giản. Bởi vì em là cái người mà tập thể thao. Nó chỉ sốt ở trên đầu thôi, chứ nó không sốt. Em điều khiển được. Ông điên lên cho mình lây siêu vi luôn. Hôm sau phải đi, hôm sau phải đi nhập viện truyền nước luôn ạ. Thì siêu vi với ông à. Tại vì bạn em nói rằng là mày không biết đâu, bây giờ ngoài uống ra thì còn là dạng xịt cho thứ đó mày phải để ý. Em kiểm tra, em bảo cho thời cơ đến rồi. Tức là nằm một chỗ như này mình chăm sóc mấy ngày trời là không thể đi đâu, không trốn đi đâu được. Là cô bạn chỉ có trên bảo thôi. Là chắc chắn chơi thuốc. Ôi tội nghiệp, ôi như qua ngày hôm sau đi truyền nước luôn. Đi truyền nước. Không, nhờ chị muốn hỏi em nè, cái lý do gì mà em lại coi như là thay đổi cái suy nghĩ là bây giờ sẽ phải lấy vợ, sẽ phải gọi là yêu cô này đó, mà trong hàng trăm cô gái mà em đã từng gặp đó, là thực cô ra này. Thì vợ em cũng có một cái hoàn cảnh riêng, tức là khi hai đứa nói chuyện với nhau ấy thì là lúc trước thì vợ em cũng kể là nó cũng có trải qua một vài mối tình, những cái bạn kia cũng rất là trẻ. Nhưng mà em cũng có phân tích, em nói rằng là bản thân anh là một cái người mà lớn tuổi, anh trải qua hơn em gần hai thế hệ, thì anh cũng có những cái suy nghĩ khác và cũng có những cái gần như là em lớn hơn như một người chú ấy. Thì em hiểu được là cái trạng thái của bạn như thế nào, rồi là cái tính cách nó làm sao để em chia sẻ. Thì rồi là qua những câu chuyện em biết là bạn ấy mẹ mất từ lúc có 5 tuổi thôi, tức là những ký ức về mẹ không có. Các chị thì lại tranh lớn hơn nhiều quá thì đi lấy chồng hết, thì ở một mình trong một cái ngôi nhà thì bố lại đi làm xa, cho nên là cứ từ bé từ 5 tuổi đấy cho đến khi 12 tuổi đấy là cả một quãng thời gian là cứ sống một mình. Là tự ăn tự uống, có khi hàng xóm gửi tiền hàng xóm người ta nấu cơm cho ăn. Vì bé quá tự học, tức nói chung là nó sống trong một cái hoàn cảnh đó, như là tức là thả rông, tức là tự do, không có người lớn chỉ bảo. Thế đấy là những cái mà em tức là tự nhân tạo cho em một cái sự thương cảm. Thế thì em bảo là với hoàn cảnh của em thì anh chưa bao giờ anh gặp. Thế là đầu tiên em cảm thấy bạn ấy như là một cái người con trai á, tức là sống rất là bản năng, tức là rất tự do, rất hoang dã đấy. Rất hoang dã, không biết nấu nướng, không biết chu toàn, không biết một cái gì hết, nói chung là chỉ là một người phụ nữ thôi. Đúng là theo đúng là giới tính gọi là một người phụ nữ.
Chứ còn nếu mà để về tính cách thì không có tính phụ nữ. Dạ. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh mà bố thì đi làm xa, còn mẹ thì mất quá sớm như thế. Cho nên là em lại lúc đấy tự nhiên em cảm thấy thương và em chia sẻ rất nhiều. Em bảo chỉ ABCD đây là những cái vấn đề cốt lõi tại sao những người kia người ta không nhìn ra vấn đề và người ta không thể thông cảm với em. Người ta chỉ biết rằng là cảm thấy yêu là yêu như thế, nhưng người ta không thể biết là đi đến đoạn tới tiếp theo là người ta cảm thấy không ổn, thế nào họ sẽ giãn ra. Thì hay đó quá. Là những cái điều mà em chia sẻ với bạn ấy. Rồi trước khi mà hai vợ chồng cưới nhau á, thì trong cái khoảng thời gian mà yêu nhau, từ lúc yêu cho đến lúc cưới á, thì có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ. Có chia tay không? Dạ có. Có mâu thuẫn lý do đừng có nói lý do từ mấy bà bạn nữa nha. À dạ không, cũng có nhưng mà ý là hồi đầu mới quen á thì là vì có một tuần là em đã dọn sang nhà anh này ở luôn rồi, mê quá nên là sang ở dọn ở chung luôn, và rồi em đang ở với bạn em thì là cũng có nhiều cuộc điện thoại lắm, cứ lấy số lạ gọi cho mình, cứ nói ý là dạng như là tả đấy là có bạn trai, là giống như là bạn trai mình bây giờ, chỉ là khác tên thôi chứ hình dáng là giống lắm, địa chỉ ở cũng gần giống, dạng kiểu như là muốn phím cho mình biết là à bồ mình như kiểu đang lăng nhăng, là đang quen không biết ai ạ. Và cứ số lạ lơm, cứ một vài ngày lại gọi bằng số lạ. Thì em cũng cãi nhau nhiều lần. Em cũng nói là bây giờ là anh phải giải quyết vấn đề, tại vì em không biết người đấy là ai, nhưng mà họ nói như này là ám chỉ như này chứng tỏ là anh đang có một mối quan hệ ngoài luồng, chắc là song song với em. Thì anh phải giải quyết, em cho anh thời gian giải quyết. Nhưng mà khi em cần gặp bạn đó thì bạn ấy cũng không dám gặp. Thì anh này cũng giải thích là em cũng thấy đấy, bởi vì là chắc là ai trêu phá. Chứ đến bây giờ em nghĩ thì em là bạn gái anh, bây giờ như này mà em mà thấy anh đi với người khác em có làm ầm lên không? Chắc chắn là có rồi. Thì nếu mà bạn kia mà đang là người yêu anh thật mà em đến sau thì chắc người ta cũng chẳng để yên đâu. Nên là vài lần sau đó khoảng một vài tháng thì là người đấy cũng tự thôi. Em nghĩ chắc là đến giờ ông này vẫn giấu. Bây giờ lấy nhau mấy năm rồi em cứ hỏi là anh nói thật đi, là hồi đấy là anh có quen nhỏ nào song song với em bên quận 7 luôn. Bên quận 7 luôn, nhưng mà cứ nói là không, cứ chối bằng được. Rồi em nghĩ là ông này chắc là sống để dã chết em đi, chứ ngày đấy chắc có chị. Không, lấy đâu ra mà không, ai phá. Có khi là cái người đấy là cái người mà yêu chồng em sâu đậm, mới yêu mà không quên được. Cho nên là đến khi mà chồng em có em rồi thì vẫn công tìm khai cách là... Nhưng mà làm sao mà biết được số điện thoại? À tức là bởi vì là em buôn bán kinh doanh online trên mạng. Thì là công khai trên Facebook, áp ảnh lên thì chắc là bạn ấy vào Facebook thấy mình có số điện thoại. Cũng có thể là một cô hàng xóm để ý ảnh rồi mà đó giờ không dám thối lộ. Không có đâu, yêu rồi. Bạn này là trước khi gặp bạn này là biết bao nhiêu người yêu. Vâng, nhiều người đấy, cái là có trong đó. Nhưng có mà một tới cô. Bây giờ là em vẫn không biết luôn. Dạ, số vâng, điện không thoại biết cô đó, không biết là danh đó là nặng danh là ai. Vâng, cứ phím phím đến là nói mé mé để cho mình để cãi nhau đó. Nhưng mà nhưng mà nói chung là chắc là ăn không được phá cho hôi, nhưng mà phá không nổi. Nói chung là đốt nhà mà đốt dạ, được. Đốt được. Ông chính... buôn bất động sản lại ông lại buôn toàn là bê tông cốt thép, ông không nhà lá lại không đốt ông được. Dạ. Nhưng mà chính vì cái chuyện đó mà khiến hai vợ chồng gây nhau và suýt chia tay à? Dạ không, chuyện đấy thì cũng chưa gây cấn, mà là cái chuyện là tức là thời gian lúc mới yêu thì thật vui biết bao nhiêu mà. Mấy tháng đầu thì vui lắm, tại vì anh này lúc đấy là cũng đang là anh đang nghỉ xả hơi cho cái dự án mới sắp tới nên anh cũng rất là rảnh. Em thì làm kinh doanh online, buôn bán nên là tự do, không đi làm, là chỉ có ăn với chơi rồi ngủ rồi đi ăn hàng này kia. Hai đứa lại thích du lịch và thích thích ăn uống hàng quán nữa, nên là rất là hợp nhau. Nhưng sau đấy khoảng tầm đến tháng thứ ba thì bắt đầu là anh cũng chia sẻ với nhau, là ngồi nói chuyện lại, là anh thấy là bây giờ mình cũng quen nhau một thời gian rồi và cũng thấy là kiểu như là muốn tiến đến là hôn nhân. Cái tuổi của anh bây giờ là quen nhau là muốn để kết hôn, để lập gia đình, chứ không còn quen chơi nữa. Anh thì rất là thương em về hoàn cảnh, anh cũng hiểu, cho nên là anh cũng muốn chia sẻ thật với em để em xem là bây giờ mình cùng kiểu tính chất là xây dựng để gia đình đó. Thì là anh muốn là bây giờ là ngoài một tuần mình đi chơi bao nhiêu buổi ra thì là bây giờ là mình sẽ cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu nướng để tạo một cái kiểu như là mái ấm gia đình. Đó, tại vì anh cũng muốn là kiểu dạng như là xây dựng để lập gia đình kết hôn. Lúc đấy anh cũng 42 rồi ạ. Đó, thì là anh nói thế thì em phản ứng luôn. Tại vì em bảo là thứ nhất là em từ đó đến giờ là em không thích nấu ăn, em ghét nấu ăn là khác, em không phải là mẫu người là thích vào bếp đó. Em là mẫu người là thích công việc, làm việc kiếm ra tiền. Thì em thấy rằng là bây giờ cuộc sống nó phát triển rồi, phụ nữ cũng như đàn ông giống như Singapore, phụ nữ đâu phải nấu ăn đâu. Em ấy lấy ví dụ là như thế, rất đơn giản thôi, và người bên Sing họ cũng rất là thoải mái với điều đó. Cho nên là em thấy là mình kiếm ra tiền thì tiền đồ ăn mình có thể một là order về, hai là mình đi ăn hàng, cũng như là em bây giờ với anh này suốt ngày đi ăn nhà hàng thôi, mình có tiền mà. Nữa thì mình có thể thuê giúp việc cũng không vấn đề gì cả, bởi vì là chuyện đấy cũng là chuyện rất bình thường thôi. Mình có tiền thì mình sử dụng đồng tiền sao cho nó hợp lý, và người ta phục vụ mình cũng là cái em thấy là điều rất bình thường. Nhưng mà ông xã em thì không đồng ý, tức là anh nói là
em thấy tiếng Anh ấy, anh không hề, anh lớn tuổi hơn em nhiều nhưng mà anh thì không hề tức là khó tính, hay là anh kiểu như gia trưởng là cơm ăn ba bữa rồi là phải là đủ ngày mấy món thế nọ thế kia, đối món là không hề có. Nhà anh thì cũng neo người, bố mẹ thì cũng mất hết cả rồi đó, mà chị thì cũng không ở chung, tức là ở tự do mình rất là thoải mái. Nhưng mà có điều là anh muốn là ví dụ như mình có tính chất gia đình để mai mốt mình còn có con có cái, mình còn phải giáo dục em, nhìn thấy không, em không có mẹ kèm cặp em thấy em thiệt thòi không? Đây là những cái thứ nói tóm lại là hai vợ chồng gây nhau chỉ vì cái chuyện đó thôi, dạ, đúng không? Chuyện đó mà là và suýt chia tay, suýt chia tay chia chân luôn. Cũng dạ, cũng chỉ là một phần coi là dọa thôi. Em ngược ra thì em lúc đó là cũng là có cái sự gắn kết rồi mấy tháng rời với nhau thì em cũng thương quá, nhưng mà em nếu mà phải có dùng nhiều biện pháp chứ, phải dạy nó chứ. Là vâng, nhiều biện pháp, tức là thực ra thì em cũng khuyến khích, nhưng mà sau cuối cùng rằng là thực ra cho đến giờ phút này ấy, khi mà để em bé đầu tiên đến một vườn năm sau, tức là dần dần, tức là em khuyến khích, thế rồi là kể cả bà chị em cũng khuyến khích, thế là tạo cho một cái không gian bếp đẹp, rồi là tạo cho bạn có một cái có nhiều sự yêu thích dần dần, thế rồi cuối cùng tới bây giờ là làm lên cả một cái album, lên cả một cái album là biết nấu ăn mà nấu rất ngon, đấy, nấu rất nhiều món. Quá tuyệt vời. Có nghĩa là bây giờ là 3 tháng sau, tức là cái chuyện nó xảy ra là lúc mà 3 tháng yêu nhau đó đúng không? Đến tháng 3. Cái xong đấy thì là mình chắc là phát hiện luôn đấy. Thực ra rất bướng, mới không nghe đâu. Thế nhưng mà em biết là cái con người này là phải có thời gian. Thế nên là sẽ em bảo là không nghe thì từ từ em sẽ rất từ. Nhưng mà chắc có lẽ là lúc đó là phát hiện mình có em bé chưa? Nhưng mà chưa. Chưa, chính ra bạn này á lại có một cái tính này. Chính vì em chiều, chính vì em nghĩ là em bỏ qua cho chuyện đó thì lại nghĩ rằng là sẽ được nước rồi, thì bắt đầu về nói với cô bạn anh yêu tao rồi, anh như thế này kia. Thế nhưng mà rồi cô xui là bây giờ phải bỏ thử, tức là khi nghĩ em ngấm đòn rồi bắt đầu dọc bỏ đòi bỏ. Thế nhưng về đang ở với nhau vui vẻ đây, xong bảo là thôi em phải dọn về rồi để em suy nghĩ lại cái mối quan hệ của mình. Thế rồi cuối cùng lại nhắn em cái tin là anh ơi, em nghĩ rằng là chúng mình không hợp nhau đâu, chúng mình cần phải suy xét lại và em muốn chấm dứt. Em bảo là em của em nghĩ tới đây, em nghĩ là rõ ràng mình không có lỗi gì, mình đang giúp cô ấy, mình đang muốn thay đổi cục diện và mình cũng muốn xây dựng với bạn ấy, thì mình đưa ra cái tính xây dựng mà trong câu chuyện của mình. Thế nhưng mà bạn ấy làm như thế thì tự nhiên em cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng là em bảo là ok, bây giờ bạn thích bỏ đi, thôi đồng ý. Nhưng mà okay, đủ chiêu trò cả. Rồi sao? Đủ chiêu trò. Rồi sao? Nhận được chữ ok thì rồi sao? Dạ, bắt đầu tự dưng thấy chột, thấy là thấy là mình hơi quá rồi. Tức là đi qua, tức là khi nói ra tin nhắn như vậy là anh cũng muốn hỏi là tại sao em lại như thế, anh thấy đang bình thường. Nhưng mà kiểu thấy là thấy hỏi lại thấy mình lại nghĩ rằng là có vẻ sợ bất bình đây thì mình phải làm tới đi, làm căng lên, làm nữa đi để xem là muốn như nào nữa đấy, để xem là có theo bằng được không. Thế là mình cũng nhất quyết là không, em nghĩ là dừng lại đi. Em cảm thấy là ngay cái việc mà quan điểm về chung sống lại vẫn thấy là không phù hợp rồi. Em nghĩ lại rồi, em thấy là anh áp đặt em thế nọ thế kia, tự dưng mình nói thì anh ấy cảm thấy là anh ấy bị tổn thương, tức là anh Thế rồi sau thì sao? Rồi sau đó thì chính em là cái người phải anh ấy bỏ đi Hà Nội ạ. Bắt máy và bỏ đi Hà Nội luôn. Thế rồi là bao lâu thì Huệ lại? Dạ thế là em phải theo ra Hà Nội luôn ạ. Hai vợ chồng là cưới nhau cho tới bây giờ là 2 năm. 6 năm ạ. 6 năm. Dạ, từ năm 2017 ạ. 6 năm rồi ạ. Quen 2016. Rồi, nhưng mà trước đó là quen quen được 7 tháng. 7 tháng. Dạ, 7 tháng, 6 năm. Cưới được rồi. 6 năm, 7 tháng. Về ở với nhau về thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Với một người đàn ông mà cái như là lớn hơn mình chừng ấy tuổi. Dạ. Cái này cho ông xã em nói trước. Đâu, ai cũng có phần hết. Dạ. Em nói trước đi. Em nói trước. Nói đi. Dạ vâng, tật xấu thì thực ra anh này có một cái tật là tức là hút thuốc lá nhiều ạ. Tức là cứ em không thích mùi thuốc lá đâu, trên hồi yêu nhau thì là cũng có bỏ một thời gian đấy, chắc là kiểu dạng như là nịnh mình tí thôi. Sau về thì mình có bầu thì cũng bỏ, cứ đến lúc khoảng con được khoảng 2 tuổi đi học thì lại hút lại, cằn nhằn nhiều lắm mà vẫn cứ hút lại và hút nhiều hơn. Chịu không nổi luôn. Vâng, nhớ. Mà đến bé thứ hai đấy, lúc có bầu thì bỏ được, từ lúc có bầu đến lúc bé được 2 tuổi đi học lại hút lại. Lại và lại nhiều hơn. Dạ nhiều hơn. À là hai đứa đủ nếp đủ tẻ hết ra. Dạ không ạ, hai bé gái ạ. Một bé 5 tuổi và một bé 2 tuổi ạ. Rồi hút thuốc. Rồi còn tật xấu gì nữa? Một tật xấu nữa là anh này ví dụ như kiểu là thực ra vợ chồng em thì rất hợp nhau, đi đâu là cũng có nhau hết. Anh này thì không có ăn nhậu gì hay là không có đi chơi kiểu đi đá bóng đá banh gì hết, nhưng mà kiểu dạng như là anh ấy thích là kiểu như cái bệnh kiểu tính là anh ấy trẻ hơn tuổi, anh cứ hay hớn hơi quá. Hớn tức là hớn hai vợ chồng em đối lập nhau, tức là một người thì ít tuổi, một người nhiều tuổi, nhưng em nhiều tuổi thì em lại giống như một đứa trẻ. Nhưng mà em thích nghe nhạc mạnh thôi ạ, chỉ ba mấy thôi ạ. Em thích đi chơi nhiều, thích nghe nhạc mạnh. Còn bạn này thích nghe em dịu. Nhưng mà anh Sơn là cũng là tập gym thường xuyên mà đúng không? Dân thể thao mà. Thực ra thì mình không phải là tập theo kiểu rằng là gym mà mình tập tay không thôi. Tự tập thôi ạ. Tự tập.
Rồi tiếp nữa là hớn này, hớn này, hay kiểu như ông trêu mình quá mức, cứ trêu để mình phải bực mình lên, rồi trêu con khóc lên thì thôi. À, đấy là tính kiểu như thế. À, hoặc là có cái tính xấu ở dạng như kiểu là hơi kỳ, ví dụ như là vợ thì trẻ, nhu cầu đòi hỏi thì cũng cao chẳng hạn, nhưng mà anh này là kiểu như là rằm mùng 1 ngày mưa bão sấm chớp là nhất quyết là không xơi. Nhất quyết nha. Tại vì người ta là về phong thủy. Phong thủy đấy, mùng 1 ngày rằm 30. Mùng 1 ngày rằm là ngày mưa bão sấm chớp. Còn có khi là trước đám dỗ nữa cơ. Trước đám dỗ của thất bác, các cụ là không đấy. Có tí tâm linh là tránh. Đúng rồi, các cụ không thích đâu. Hoặc là ví dụ như kiểu là rồi lúc yêu nhau em thấy cái tính là rất lạ luôn, ví dụ như kiểu là mình, ví dụ như mình khi mình ngủ xong tại mình muốn nằm ngủ luôn. Mình nhưng mà anh này thì không, anh này là phải dậy, lôi dậy bằng được, đi ăn đi uống, xách xe ra ngoài, đi uống cà phê, đi ăn đi uống, đi trò chuyện, trao đổi. Bây giờ có con chẳng hạn thì không ra ngoài được thì vợ chồng vẫn phải đi lên nhà đi uống ly rượu hoặc là nhâm nhi một cái gì đấy. Là xong rồi là. Vâng, xong rồi. Chứ không cho ngủ luôn. Không cho ngủ luôn à? Đây mệt cũng không cho ngủ. Ông biết bây giờ ông phải lấy tinh hoa của trời đất ông đắp vào đấy. Đúng không? Mình cứ toát ra là mình tổn hao chân khí rồi, bây giờ mình phải lấy cái tinh hoa của trời đất bù đắp lại liền. Sợ nhất là đến lúc nào đó kêu hai vợ chồng ra thiền. Không, thực ra thì em có đọc cũng nghiên cứu qua sách của Trung Quốc ấy. Yeah. Thì thực ra đàn ông vào những cái ngày, những ngày đó, ngày trăng tròn ấy, những ngày khuyết ấy, thì là cũng nên tránh, hoặc là những ngày mưa giông bão đó thì là mình nên, để làm sao giữ được cái thể trạng thì của mình đấy, nó bị hao tổn chân khí đấy. Cho nên là mình bán thì không bao giờ khoa học. Cho nên là những người mà về võ thuật ấy, võ thuật ấy là người ta cũng thế đấy. Tổn hao chân khí là võ đấy, cũng thế đấy. Thế nhưng mà em toàn bị lừa thôi. Hay nhưng mà lâu bị lừa đâu. Giống như siêu vi xe, ô quên cái gì, sốt siêu vi. Tức là này, em nhiều khi mình cũng không thể nào mà mình tính ngày tính tháng rồi là những cái chuyện mà mình tránh được. Thế nhưng mà bạn thí dụ bạn biết là em quên, bạn biết là ngày mai mùng 1 thì đêm hôm nay bắt đầu bạn trò xong rồi bắt đầu bạn bảo là anh biết hôm nay ngày bao nhiêu không? Ngày mùng 1 đầu tháng đấy. Thế là em tại tò em không làm gì được. Đó. Xong rồi, chuyện kia đã xong rồi. Xong rồi. Dạ. Rồi có nghĩa là thôi cái đấy mình đừng có xếp vào tật xấu. À thế ạ. Cái đấy là do tính người ta, với lại nó cũng liên quan đến công việc nữa. Liên quan công việc người ta là. Rồi như vậy là hút thuốc nè. Dạ. Hớn. Dạ vâng. Rồi, bỏ cái đó ra. Rồi bây giờ mong muốn anh thay đổi điều gì? Em muốn mong muốn là bởi vì là anh thì cái phổi hơi yếu nên cũng chỉ mong là anh tức là cố gắng là bỏ được thuốc đi. Chính xác. Với lại anh kiểu lớn hơn em nhiều tuổi, con thì nhỏ nữa. Tốt nhất là mình bỏ được thì bỏ luôn đi anh Sơn. Đúng rồi. Em ạ. Không, mình bớt đẹp. Mình bớt từ con từ. Con ngoan. Mình bớt từ từ. Giữ cái lá phổi đi. Đừng có để cho thằng khác nó hưởng. Nhỏ. Dạ đúng rồi. Rồi em văn minh lắm. Em có nói là thôi em cứ cuộc sống của mình ấy, hạnh phúc thì 10 năm, 20 năm nhiều càng tốt. Nhưng mà nếu như trong vòng 10 năm ấy mà em cảm thấy, hoặc là đến năm thứ 20 mà em cảm thấy rằng là không ổn nữa rồi, em không còn yêu anh nữa, thì anh vẫn có cho em được giải phóng để em làm bạn chia sẻ. Chia sẻ. Nói thế. Thế thì bây giờ ai mà nỡ lòng. Sẵn em kể cái tật xấu của nó nghe xem là. Có nhiều không anh Sơn ấy? Thực ra thì vợ em cái tật xấu nó cũng không có cái gì cả, chỉ có điều là không chịu, tức là lười. Nói chung là một chữ lười, lười ăn, lười uống, lười đi ngủ sớm, lười dậy sớm. Lười tập thể dục. Lười tập thể dục. Nói chung là tất cả những cái đấy trong sinh hoạt, tức là em luôn phải nhắc. Nhiều lúc em như là một ông bố của ba đứa con gái, là em phải nhắc. Tức là phải xếp lịch theo giờ. Có như là lười vận hành. Lười vận hành. Có mỗi cái chuyện kia là không lười thôi. Mỗi cái chuyện kia là không lười thôi, còn đâu lười cả. cháu nó bây giờ cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Đây, phải đợi, tự nhiên phải đợi nhắc nhở. Luôn luôn phải chờ sự nhắc nhở, trừ chuyện kia. Ví dụ kiểu là em thích là kiểu dạng như là trái cây là chồng phải bóc cho ăn cơ, sữa chua phải đút cho ăn chẳng hạn, thế mình thích thì thích kiểu như thế. Thực ra anh ấy cũng rất là chiều thôi, nhưng dạng kiểu như anh ấy nói là em phải tự giác, nếu như không có anh chẳng hạn, hoặc là như kiểu em phải dậy sớm, mình phải tập thể dục đi, chứ không có sức khỏe không có thì sẽ rất là thiệt, không làm gì hết. Như cái chuyện mà ngày trước là em có nói rằng là anh không tiếc, và cái chuyện mà thuê giúp việc nhà em, thực sự ở trong nhà lúc thì có hai giúp việc cơ. Thế nhưng mà em nói rằng là trong cuộc sống là mình không thể nào mà mình cứ bị phụ thuộc đấy, người khác. Cho nên mình phải tự giác cho bản thân bản thân mình, cũng như là cái việc mà em nấu nướng ấy, sau này con cái cũng có con gái thì nó học từ cái tấm gương của bố mẹ. Đó, thế là đấy rồi. Là cái điều đấy. Tính đấy là xếp vào tính xấu nhá. Lười đấy. Lười, còn gì nữa nào? Gì nữa nào? Thực ra thì em thấy rằng là chỉ có mỗi lười thôi là cái điều mà em cần vợ em thay đổi thôi. Rồi bây giờ anh Sơn có ghen với em không? Bây giờ còn ghen không? Nói chung là bị sở hữu, mắc bệnh sở hữu cao.
Tức là em đi một bước quản lý rồi, nói chung là quản lý điện thoại, quản lý từng tí một. Đấy, thấy chưa, em... chị không nhắc là em quên rồi đấy. À, em thấy em bị gò bó, em bảo là em tiếp tục gò bó như này là anh không chịu nổi. Ừ, đấy. À, là có đúng không? Cho nên là đôi khi em đi nhá, em bảo là anh muốn ra ngoài chỉ ở cà phê, anh ngồi anh suy nghĩ công việc một chút thôi, khoảng một tiếng thôi. Ừ. Thì anh sẽ về, em đừng có làm phiền gọi, nhưng mà nó gọi dối lên. Cho nên thỉnh thoảng em có đi, nhưng em sẽ để điện thoại ở nhà. Ừ. Không thể gọi được. Nhưng mà cho em giải thích một điều này. Bởi vì là em muốn nói thanh minh một chút xíu. Tức là không phải là mình ghen theo kiểu là mình sợ ông đi ra ngoài ông bồ bịch trai gái gì. Tại vì sống với nhau từng đấy năm em biết tính anh ấy. Nhưng mà có điều là tức là như này. Bởi vì nhà em thì bố mẹ hai bên mất cả. Không ai có, không có ông bà. Thì mình đã thấy là mình sống là lúc mình sinh em bé là mình phải phụ thuộc giúp việc rồi đó. Thế cho nên mình cũng nói nhà thì neo người. Thế nên là nếu anh mà đi ra ngoài như thế mà anh không mang theo điện thoại thì em chỉ nói là lỡ không may ra đường mà có va quệt. Mình đi rất cẩn thận nhưng người ta va vào mình, không may có xảy ra chuyện gì, sau lưng còn vợ dại con thơ như này là rất là nguy hiểm. Nhà người ta mà có xảy ra ốm đau hoặc là vào viện hay gì thì có ông bà đỡ đần, nhưng nhà mình là không có ai nha. Đấy, cho nên là anh cũng phải suy nghĩ rất kỹ về thì tức là bắt phải mang điện thoại đi gì. Nói chung là một lý do để trói được. Đúng rồi, cái này lý do quá rồi. Tôi thử biết. Ôi trời ơi. À, như vậy là có hai tập ta. Ừ. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Một cái là lười, là cái là ghen. Sở hữu chứ không phải ghen. Sở hữu, sở hữu chiếm đoạt đấy. Nghĩa là không được dùng từ ghen đúng không? Thì anh muốn vợ thay đổi điều gì? Thực ra thì anh chỉ mong rằng là em một ngày em sẽ có tất cả những cái lịch để làm sao mà cho cái giờ giấc đúng cho chính bản thân mình, thì tập luyện này rồi giờ giấc công việc này cho con cái này nó có một cái giờ giấc nó có lịch. Đấy là cái điều em mong muốn. Là sắp xếp, dạ, sắp xếp công việc ở nhà hợp lý đúng không? Ông xã làm hết cho em, không phải làm gì thì ông chiều. Không, chị thấy là cái mong muốn của ông xã em là chính xác đấy. Bởi vì người ta nói sao ta, cái nhà mà ấm hay không là do cái bếp ấy. Thế mà cái bếp là hình ảnh của cái người phụ nữ đấy. Thành ra là sau này những cái việc nhà mình phải quán xuyến hết. Từ chi tiêu cho đến sắp xếp đồ đạc. À, rồi cân đong đo đếm, ngay cả cái sức khỏe rồi là của con cái của chồng mình đều như thế hết. Tức là cố gắng tập đúng rồi, cố gắng tập đi. Mà bây giờ có ông thầy ngay kế bên thì ta phải ăn cắp nghề của ông ấy ngay chứ. Đúng không? Đó, cho nên là thôi thì chị thấy cũng đúng. Thế còn vợ mong muốn em bỏ thuốc, chị thấy hoàn toàn chính xác đấy. Em ơi, em còn trẻ lắm nhá, mà vợ em nó đẹp quá em ạ. Cho nên rằng thì là không dạy gì phải nhường cho thằng nào đâu em nhé. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha. Và bây giờ chúng ta đến với phần tiếp theo.